Tuyệt vời luôn. Này tức là chị đi đây giới thiệu cho cái ba nữa. Ba nữa. Này. Quách thị cháu đây. À đó là Quách thị cháu ạ. Đấy là bà mẹ 80 tuổi rồi. Một mồi mà 80 tuổi mà đầu óc đừng minh mẫn cực kỳ luôn mọi người và các bạn. Còn đấy cửa hàng chị Đào Lâm tôi giới thiệu mọi người các bạn nha. Nếu mọi người các bạn có nhu cầu thì gặp chị Đào Lâm ấy nha. Đấy chị cũng rất vui tính. Chào chào chị nha. Ai có nhu cầu đến mua hàng thì cửa hàng chị Đào Lâm ấy nha. Ai có nhu cầu ăn bà thì đến Đào Lâm cho Vinh nha. Đây đây tuyệt vời luôn. Thôi thì chúc thay mặt chương trình làm phim ở Chợ Vinh chúc chị với đại gia đình chị khỏe nha. Dạ. Chúc sức khỏe nha. Rồi, chúc bà có nhiều sức khỏe để làm được nhiều kênh YouTube hay cho khán giả nha. À, tuyệt vời. Thôi bác rất cảm ơn cháu nha. À, mọi người và các bạn ơi, bây giờ tôi thì giới thiệu mọi người các bạn tức là các hàng mẫu mã tức là hàng cái cùng gọi là hàng hàng mã đấy mọi người nha, tức là mọi người mà có nhu cầu thì đến cửa hàng chị Liên nha. Đây, đây chị Liên này chị cũng rất sôi nổi vui tính lắm mọi người và các bạn nha. Đây, tức là cửa hàng hàng mã của chị Liên đây mọi người nha. Thấy không? Chị rất vui tính. Đấy. Đấy, tuyệt vời nha, mọi người nha. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đấy, nữa. Chị ở đấy bị trước không về không chị? Ở cả ngày tối mới về à? Đấy, tối mới về mọi người ạ. Thế nên mọi người mà có nhu cầu mua hàng mã, bây giờ hàng mã là quan trọng lắm. Với lại có bạn nào mà có nhu cầu tìm bạn bốn phương thì giới thiệu cho cái luôn. À, đấy, đấy. Thấy chưa, gặp các chị rất vui tính mọi người ơi. Đấy, gặp. Đấy, mọi người nha. Mọi người có nhu cầu đến cửa hàng chị Liên nha. Đấy, đấy. Đấy tôi để giới thiệu với mọi người tức là hình ảnh của chị đây. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Ờ. Đấy, toàn là các bà chủ vui tính mọi người ơi. Trắng trèo, xinh trai. Đấy, các bà chủ rất vui tính. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đấy, đấy các cô chủ rất vui tính. Quay cái chị này này. Rồi, nói chung là khi nào ai cũng quay cả chị Liên này. Đấy, thấy chưa? Đấy, nhưng mà tức là lưu cái hình ảnh đời này qua đời khác không mất được mà. Đấy là cái nó quan trọng. Đấy. Vâng, bây giờ rồi đấy mọi người có nhu cầu thì gặp các bà chủ trẻ rất vui tính nha. Nhất là ba này ông này. Đây này, đây thấy chưa tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời mọi người ơi. Biết không? Ba này là 82 tuổi. Ông đang nghe ba đang còn tìm người yêu đó. Ba đang còn tìm người. Rồi tìm cho một mối tình vắt vãi nữa nha. Ủa thế mọi người ơi. Ba đang một đúng là một nửa của đêm nha. Đúng là mọi người thấy không, tức là quay hàng đủ thứ mà lại gặp cái bác này thì vui tính nữa. Nói đi. Mời bà con nha. Rồi thấy chưa? Mối tình bắt vai này nha. Rồi thấy chưa? Hàng thì từ năm từ ngày về rút tiền dư không hề làm ăn được. Chị em ý nhăn răng vui buồn. À thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Bác rất vui tính. À, chợ chợ U 75 mọi người ạ. Tôi chưa từng thấy cái chợ nào mà có những cái đối tác vui như thế này mọi người ạ. Quá tuyệt vời luôn. Tức là các cô chủ quá vui tính mọi người ơi. Nếu như mọi người có nhu cầu thì hãy đến chợ Vinh nha. Hãy đến chợ Vinh, đúng là chợ Tịnh là đúng. Rất vui đây, thế bác ơi, tuyệt vời lắm rồi. Này nha, các bác ơi. Tuyệt vời lắm rồi. Tưới thì rõi đây. Dạ. Nói với quảng cáo lên đi này. Là chị em ở chợ Vinh. À. Con cá khán được. Ế thì chúng có thể là ế trên một mình ta. Đúng. Nhưng mà năm nay từ ngày về tuần trừ. Ế quá không khách chờ dân chợ Vinh và cả khách hàng cũng không có lợi hàng cực kỳ. Đây. Lên thực tâm mà lên là đúng quá rửa. Đúng lên đó là cái tệ nạn do ví dụ cho bác này. Thiên nhiên mà dù hàng ế cho nên thực tế tấm nữa đó nhờ khách hàng ủng hộ cho với chị em ở Trường Vinh. Đây tuyệt vời rồi bác nói quá tuyệt vời. Trẻ nhất làng bà cháu là bà cháu trẻ nhất làng. Này mọi người thấy bác rất vui tính chưa? Này có chứ lên. Có thế này tôi đưa các cái cảnh đẹp như thế này mọi người mà về nhà thì nếu có điện thoại thì đăng ký kênh Thung Hoàng ủng hộ tôi mọi người nha.
thùng hoang đấy nha, thùng hoang. Đấy.